phân tích ứng dụng công nghệ máy móc trong One Punch Man. Liệu máy móc có thực sự mạnh hay không? Khi nói đến những sự phát triển ấn tượng bậc nhất trong thế giới của One Punch Man thì công nghệ máy móc chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu vì tốc độ phát triển rất nhanh và những tiềm năng mà nó mang lại. Máy móc trong One Punch Man là một trong những chiến lược mạnh mẽ cho phe anh hùng khi đối phó với quái vật mạnh. Đã có rất nhiều trận chiến được diễn ra với sự giúp sức của máy móc và kết quả nhận được là rất nhiều ưu thế dẫn trước khiến đối thủ hít khói. Cơ mà anh em đã nhìn qua tiêu đề thì cũng đã hiểu vấn đề mà chúng ta đang muốn bàn luận trong trước video ngày hôm nay rồi đúng không nào? Liệu công nghệ ở trong One Punch Man có thực sự mạnh hay không? Để xem thử công nghệ ở trong một thế giới hơn thua nhau bằng thực lực sẽ có những khiếm khuyết hay khúc mắc gì, chúng ta sẽ cùng làm rõ về vấn đề này ngay sau đây thôi nhá. Một lần nữa, xin chào tất cả 500 anh em đã đến với Hiệp hội Weibo Never Die. Chúc anh em có một tuần học tập và làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. À, các đặc điểm của công nghệ. Không giống như những bộ môn cận chiến từ cơ bản đến nâng cao mà các giang hồ chợ lớn thường hay sử dụng, máy móc có thể thay thế một phần, nhiều phần hoặc là toàn phần người dùng. Những thanh niên nhà không có nhiều điều kiện thì gắn bánh xe hay tên lửa dưới giày và găng tay máy. Người khá khẩm hơn thì mua chip điện tử và áo giáp. Còn những nhà không có gì ngoài tiền thì lên full đồ. Những thanh niên chuyên chạy đua vũ trang được gọi là cyborg sẽ là những nhân vật chính trong câu chuyện của ngày hôm nay, bởi bọn họ ứng dụng toàn bộ mọi tiềm năng của máy móc cũng như là ví dụ rõ ràng nhất để phân tích về những đặc điểm sau đây. 1. Tính thuần chiến của máy móc. Thứ nhất, về khả năng linh động của máy móc có thể hỗ trợ người dùng phản ứng tốt với những vật thể di chuyển rất nhanh, thậm chí là mắt thường không thể nhìn thấy được. Ví dụ như là Genos, anh thanh niên cyborg này từng giao lưu văn nghệ với những con hàng siêu tốc như là Sonic siêu thanh và Gián Ca. Anh bắt kịp tốc độ của kẻ địch nhờ có cặp mắt công nghệ đi trước thời đại của mình. Chúng ta cũng có những tình huống dân chơi công nghệ phản ứng rất nhanh khiến đối thủ không kịp trở tay. Đầu óc của những thanh niên nghịch đồ chơi công nghệ này gần như nhảy số ngay lập tức nếu gặp đối thủ có muôn kiểu biến tấu chiêu thức khó tránh được bằng mắt thường. Tuy nhiên, giới hạn của máy móc trong One Punch Man dù là tân tiến hơn ngoài đời thực mấy chục lần, nhưng công nghệ máy móc vẫn chưa ăn đứt được các động cơ chạy bằng cơm như là Sonic, Flashy cùng những con ma tốc độ khác. Từ đó cho thấy khả năng phản ứng và thích ứng, tức là tính linh động của máy móc hiện tại dù đã mạnh nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể bắt kịp được với một bộ phận thiểu số những nhân vật phá game kinh khủng hơn trong thế giới One Punch Man. Nhìn chung thì có máy móc thì vẫn giúp người dùng phản ứng tốt hơn bình thường nhiều, anh em nhé. Thứ hai, tính đa dạng của công nghệ. Đây là vấn đề lớn của hầu hết những class chiến đấu trong One Punch Man. Anh em có thể nhìn nhận một cách khách quan là như thế này. Trên đời không có thằng nào đa năng nhất mà chỉ có thằng đa năng hơn mà thôi. Tất nhiên, công nghệ trong One Punch Man vẫn vấp phải nhiều hạn chế. Ví dụ như Metal Knight của tiến sĩ Bofoy, con robot này dù có hỏa lực rất lớn nhưng nó không thể biến tấu cách đánh của mình được. Trong khi đó, Genos và Dry Knight lại là những anh hùng chú trọng khả năng phản ứng và mức độ đa dạng trong cách đánh của mình. Tuy nhiên, lại yếu hơn con robot của Bofoy một chút. Dry Knight là đa năng nhất khi có thể biến hóa với hàng đống phép thần thông được gói gọn lại trong một chiếc thùng PC trăm củ. Genos cũng không hề thất thế với nhiều khả năng khác bên cạnh thiêu đốt và tính năng tối thượng nhất, lau chùi vệ sinh chi thuật. À nhầm, cái này thì không phải chiến đấu anh em nhá. Vậy thì đối với tính đa dạng, chúng ta có những người máy và các trang bị tập trung vào một năng lực duy nhất và không có tính đột biến. Trong đó có bao gồm cả các loại trang bị máy móc được dùng để khuếch đại sức mạnh của tâm linh. Ví dụ như Gearspur. Còn lại là những cyborg với nhiều tuyệt kỹ khác nhau được chú trọng cao hơn trong mọi điều kiện địa hình. Có thể nói, công nghệ máy là đa dạng nhất nhì trong thế giới của One Punch Man rồi. Thứ ba là tính chiến thuật trong vũ khí máy móc. Khỏi phải nói đâu xa, chúng ta có hai thành viên thuộc hội anh hùng đã áp dụng và nâng cao khả năng chiến thuật của máy móc rất thành công. Drive Knight và Tiểu Bá Vương đều rất chú trọng vào khả năng ứng biến. Thông qua đó, hai anh hùng này đã lật kèo nhiều lần khi chiến đấu với đối thủ mạnh. Tuy rằng robot không hẳn là yếu, nhưng trong khi những con robot của Bofoy tận dụng tối đa 100% sức mạnh của nó, thì các trang thiết bị của Drive Knight và Tiểu Bá Vương đều có hiệu dụng vượt trên cả mức tối đa nhờ vào bộ óc của họ. Đây chính là điểm khác biệt rõ rệt nhất công nghệ chế tạo người máy và chế tạo vũ khí chiến thuật trong thế giới của One Punch Man.
cá nhân mình cho rằng vũ khí chiến thuật sẽ tốt hơn chú trọng hỏa lực. Bởi với số lượng đa dạng các quái vật có thể gần như tuyệt đối miễn nhiễm sát thương, cơ bản không phải là ít. Ác thủy là một trường hợp rõ ràng nhất. Việc xoay sở trong những trận chiến sẽ tốt hơn nhiều để tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng các trận chiến sử dụng máy móc làm vũ khí chiến đấu gần như hoàn toàn không thể duy trì lâu được. Máy móc cần năng lượng để hoạt động và nếu hết cũng xác nhận nằm một đống trước mặt kẻ thù ngay lập tức. Để đạt được sức mạnh tối đa cần tiêu tốn năng lượng rất lớn, lớn đến mức chỉ còn 2 phút 38 giây hoạt động trong trường hợp của Tiểu Bá Vương và 10 giây trong trường hợp của Genos. Trong khi một nửa đặc điểm trên là tích cực thì phần điểm yếu của công nghệ có thể nói là cũng không phải dạng vừa. Không như những con hàng dựa vào thể lực thì những người máy toàn phần và cyborg sẽ chịu thiệt thòi nhất vì không thể sử dụng chiến thuật câu giờ. Vì thế nên đây là điểm yếu chí tử trong tính chiến thuật của công nghệ máy móc và sẽ cần được khắc phục lại trong tương lai. 2. Khả năng bảo dưỡng. Đây là một đặc điểm cần thiết của tất cả các loại trang thiết bị công nghệ. Máy móc chiến đấu trong One Punch Man rất phức tạp, cũng như cần được bảo trì nhiều lần và liên tục, từ đó mất rất nhiều công sức. Mình không biết là Genos đã cho tiến sĩ Kuseno những gì mà ông tiến sĩ này có thể cắm đầu vào làm việc liên tục và bảo trì cơ thể cyborg của Genos nhanh như thay áo nữa. Vì lý do đồ công nghệ có trang bị một tập hợp súng ống với cả dao kéo kim loại, việc bảo trì những trang bị này hầu như không khác gì so với thanh kiếm của Samurai Nguyên Tử, mài cho bén lại hoặc là thay thế luôn là được. Tuy nhiên, chuyện này sẽ khác với những món vũ khí hỏa lực cao yêu cầu trang bị đặc biệt tốt. Sức mạnh có lớn đến mức nào cũng không thể vượt quá sức chịu đựng của thiết bị. Và nếu sức chịu đựng của vũ khí không thể đáp ứng được khả năng tối đa của nó, trong trường hợp nhẹ nhất là còn có thể sửa chữa lại. Còn nếu không thì vũ khí có thể tự hủy luôn như cái cách mà thanh long của Genos tồn tại 10 giây trước khi rơi vào trạng thái làm nền. Anh em có thể nhìn nhận rằng đây cũng là một cách để tạm thời đột phá sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, xét theo một góc độ thực dụng hơn một chút thì cách làm này chẳng khác gì phá hoại cả. Vì lý do gì mình lại cho rằng đây là phí phạm? Đó là bởi khi cần đối phó với quái vật mạnh hơn gấp mấy lần thì chỉ với một bước đột phá sẽ không làm ăn được gì cả. Cộng thêm việc linh kiện cấp cao thường mất rất nhiều thời gian, công sức và rất khó để tái tạo lại. Qua đó, một khi mất có thể sẽ mất luôn. Trong thời điểm hiện tại thì phần lớn máy móc không thể chống lại một quái vật cấp rồng Ryu. Hơn nữa, khả năng bảo trì diễn ra liên tục nhưng lại rất mất thời gian để chế tạo linh kiện cấp cao. Máy móc trong One Punch Man suy cho cùng thì vẫn chưa thể đường hoàng đối đầu được với những quái vật mạnh hơn nữa sau này. 3. Sự phát triển của công nghệ. Mặc dù tùy mỗi loại công nghệ máy móc khác nhau sẽ có cách phát triển khác nhau, đối với bất cứ loại vũ khí nào cũng phải đáp ứng đúng chuyên môn của người dùng. Samurai đến từ thời Edo thì đâu biết bắn AK-47. Cũng giống như anh em chiếu phim cho người mù vậy, cái đó người ta gọi là chọn sai nền văn minh đấy anh em. Ai xài đúng chuyên môn người đấy, chẳng hạn như các anh hùng yếu hơn như Lightning Max, Lightning Genji cần nâng cấp vũ khí công nghệ hạng nhẹ. Genos và kỵ sĩ sắt cần chơi đồ nặng đô đêm to hơn. Tiểu Bá Vương cần phát triển vũ khí tiện dụng và thiên về xử lý tình huống nhiều hơn. Và đặc biệt là Drive Knight phát triển vũ khí thông qua kết quả từ các mẫu thí nghiệm sinh học. Tuy nhiên, những cách phát triển khác nhau đó đều có chung 3 đặc điểm sau đây. Tính liên tục. Sự phát triển trong One Punch Man cũng giống như ngoài đời, nhưng lại khắc nghiệt hơn nhiều. Các dạng vũ khí cần phải được nâng cấp liên tục để thích nghi với nhiều trận chiến. Nếu không thể thích nghi kịp thời với môi trường chiến trận hiện tại thì một khi rớt lại đằng sau là sẽ không ngóc đầu lên được, như cái cách mà chị Nhung đăng đàn chỉ trích người dùng để tên và hình nền hoạt hình bị chửi ấy. Hậu quả của việc tiếp xúc nhưng không thích nghi với mạng xã hội là gì, anh em cũng thấy rõ rồi đúng không nào? Thế nhưng nếu anh em cho rằng việc phát triển liên tục này sẽ mang lại kết quả tốt thì xin đừng vội mừng rằng các dân chơi công nghệ sẽ không ngừng tiến hóa lên những đẳng cấp mới nhá. Vấn đề chạy đua vũ trang quá nhanh sẽ dẫn đến cái kết bị buộc phải dừng lại. Đó là bởi tài nguyên ở trái đất là có hạn. Một kim loại tốt nhất để làm vũ khí ở trái đất lại chính là giới hạn của tài nguyên trên hành tinh. Khi công nghệ chạm đến ngưỡng tận dụng hiệu quả kim loại tốt nhất trái đất thì cũng tức là tiến trình phát triển máy móc bị đột ngột ngưng trệ vì không tìm được vật liệu tốt hơn nữa. Nếu muốn chế tạo một hợp kim tốt hơn sẽ cần mất rất nhiều thời gian. Đội ngũ khoa học gia trong chuyện khi đó sẽ phải làm thâu đêm suốt sáng thì may ra mới có thể đáp ứng được nhu cầu của công nghệ vũ trang hiện đại. Đồng ý rằng chúng ta vẫn còn có những ngoại lệ. Một trong số đó là con tàu vũ trụ của đại ca Boros vô tình đáp xuống thành phố A.
con tàu này đã bị tịch thu bởi Beaufort như cái cách tiền tỷ của ông Vich bị chính phủ Anh tranh thủ tịch thu vậy. Sự kiện Boros bị sai hói đấm vỡ mồm lại gián tiếp tạo ra cơ hội tìm kiếm nguyên liệu mới để chế tạo vũ khí vượt ngoài công nghệ hành tinh. Con tàu này lại vô tình là tàu của cướp thì lại có nhiều đồ ngon hơn nữa được lút từ nhiều hành tinh khác. Beaufort được toàn quyền xử lý con tàu không gian của băng cướp vật chất tối, có khác gì gacha 10 lần trúng hết cả 10 đâu. Hiệp hội anh hùng và chính phủ các nước cứ gọi là non như cái lốp xe đạp của bà mình vậy. Biết đâu, rác thải của nhà này lại là thực phẩm chức năng của nhà khác thì sao? Chắc là bọn họ chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi này trong đời thì phải. Thôi, bỏ qua vấn đề trí thức trong One Punch Man. Việc lút được con tàu của Beaufort là một món hời lớn giúp tăng cường sức mạnh cho phe anh hùng khi chống lại quái vật. Tính sáng tạo. Việc phát triển không để chỉ tập trung vào nâng cấp sức mạnh của máy móc mà còn là tăng thêm sức mạnh của công nghệ. Công nghệ cần phải có nhiều bước tiến lớn thông qua sáng tạo một cơ chế tốt hơn, một nguyên vật liệu cao cấp hơn, một bộ xử lý cao cấp hơn. Từ đó tạo ra nhiều công năng hơn sau mỗi lần chiến đấu. Ví dụ như chống bị siêu năng quật vào tường, đóng keo con voi. Đây là một điểm sáng của công nghệ máy móc mà ngoại trừ nó ra không một loại sức mạnh nào có thể thực hiện được. Thông qua những đặc điểm của công nghệ máy móc mà mình đã phân tích ở trên, mình đã giúp cho anh em có được một cái nhìn rõ nét hơn về máy móc trong thế giới One Punch Man và ưu thế lẫn nhược điểm của nó. Vậy kết luận cho công nghệ máy móc hiện tại so với những phong cách chiến đấu khác sẽ như sau. 1. Máy móc vẫn còn có hiệu quả về sau nếu thuộc dạng chiến thuật cao. Đây là nhận định chủ quan của mình. Trước hết thì mình không có ý đánh giá thấp những vũ khí có hỏa lực cao. Chúng thật ra đều là vũ khí rất mạnh và nguy hiểm. Chỉ cần một đợt dội bom hơi thôi là nhớ nhau cả đời. Tuy thế, với sức phát triển chóng mặt của công nghệ trong One Punch Man, vũ khí công nghệ sẽ nhanh chóng chạm đến ngưỡng giới hạn. Khi đó tính chiến thuật sẽ được đề cao hơn vì nó không bị bó hẹp trong giới hạn tài nguyên đó. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được vũ khí chú trọng sức mạnh đơn thuần sẽ tiến được đến đâu một khi God đích thân tiêu diệt trái đất. Nhưng nếu God và các tay sai của hắn có thể chống lại tiềm năng tài nguyên E-34 năng lượng của trái đất, thì điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho giới hạn khoáng sản của hành tinh. Trong khi đó, các thanh niên công nghệ thích thi thố trình độ nghệ sĩ sẽ dãy dụa được lâu hơn với bộ linh kiện tối tân nhất và khả năng lên đồ rất chiến lược của mình. Do đó, nếu không có linh kiện mới từ một nguồn khác ngoài trái đất, vũ khí công nghệ chiến đấu sẽ bị buộc phải chuyển sang áp dụng chiến thuật trong tương lai. 2. Máy móc không phải hàng đại trà. Bởi vì việc phát triển công nghệ vừa tốn tiền lại mất quá nhiều công sức để cho ra một sản phẩm tốt hơn mà vẫn phải luôn đảm bảo quá trình bảo dưỡng vũ khí luôn được thực hiện. Song cái kết thu lại chẳng xứng đáng với công sức bỏ ra, càng khiến cho công nghệ chế tạo vũ khí máy móc chiến đấu càng xa vời hơn tầm tay của các thanh thiếu niên. Từ đó họ lại càng gắn bó với con phóng lợn nhiều hơn nữa. Mặc dù trong arc của các anh hùng Neo theo mạch truyện gốc, các anh hùng cấp thấp sẽ được tiếp cận với vũ khí máy móc, qua đó công nghệ được ứng dụng đại trà hơn rất nhiều. Hiện tại trong bản đẹp thì máy móc chỉ là đồ chơi cho nhà giàu và là hàng pay to win mà thôi. Muốn có máy móc gì thì đi nạp 29 triệu mới cho nhá. Với hai kết luận trên, máy móc trong One Punch Man có thể nói là vẫn còn sử dụng được nếu chiếu trong mạch truyện hiện tại. Tuy nhiên, trước khi hết thời hạn 6 tháng trước ngày tận thế, vũ khí máy móc sẽ bị yếu đi về sau. Đặc biệt là sẽ yếu đi rất nhanh nếu so sánh với tốc độ chạy đua vũ trang không có điểm dừng của các dân chơi công nghệ. Nó sẽ dần tụt hậu một khi trái đất thông báo hết hàng và không sale thêm khoáng sản nào mới nữa. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc cho công nghệ trong tương lai, bởi lẽ sau khi các chương truyện mới đây của One và Murata được chào hàng, chúng ta đã đón nhận được những tín hiệu tích cực mới cho thấy máy móc vẫn sẽ sát cánh với các thể loại sức mạnh khác cùng đấm nhau với God. Cụ thể là trong chapter 156, tức là chương 203 của anh em, Blast đã tiết lộ rằng anh có những người đồng đội đang cùng chiến đấu ở một chiều không gian khác. Trong số những người đồng đội này thì mình tin rằng họ sẽ có sở hữu một loại tri thức mới vượt xa tầm hiểu biết của trái đất. Ví dụ như sự hiểu biết về vũ khí công nghệ, một loại tài nguyên mạnh hơn nữa. Công nghệ của Blast và đồng bọn chắc chắn sẽ là bàn đạp giúp đột phá sức mạnh của công nghệ trên trái đất. Có thể tăng cường hỏa lực, khuếch đại sức mạnh tâm linh chẳng hạn. Nếu có thật công nghệ mà Blast và đồng đội đang sở hữu sẽ giúp đột phá công nghệ của trái đất, thì gần như tất cả ngoại trừ Saitama sẽ được hưởng một phần nhờ vào công nghệ mới này. Giả dụ như Tatsumaki sử dụng một trang bị thích hợp giống với bộ khuếch đại tâm linh của Gearspur,
cô sẽ có thể dễ dàng đối phó với các tay sai của God hoặc là Samurai Nguyên Tử được cấy chip phản ứng, kèm thêm hai cây thần kiếm nữa thì phải gọi là ối rồi ôi luôn. Chỉ cần nghĩ tới thôi là mình đã thấy nóng rồi anh em ạ. Vì vậy cho nên, ứng dụng của công nghệ máy móc là cực kỳ nhiều trong chiến đấu. Nó sẽ là bàn đạp vững chắc cho các phương thức chiến đấu khác được phát triển. Nếu Blast và các đồng đội của anh có thể mang đến một loại công nghệ tân tiến hơn, trận chiến với God và tay sai của hắn sẽ còn trở nên kịch tính hơn nữa. Anh em có cảm thấy vậy hay không nào? Hãy để lại ý kiến của mình vào dưới mục comment nhé! Nếu anh em thấy hay thì đừng ngần ngại để lại một like, nhấn subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc video lần sau! Psych! Cuối cùng sẽ là chuyên mục góc comment của các anh em Weibo. Bình luận đầu tiên của bạn Kanao Suyuri: Muichiro của Kimetsu no Yaiba tài năng lắm, chỉ cầm kiếm 2 tháng đã làm trụ cột xong một cuộc đời khi 14 năm. Các anh em khịa hà trụ vãi nồi, nghe mà cay dùm cho thằng nhỏ thực sự. Bình luận thứ hai của bạn Nguyễn Dương Đạt: Anh có nghĩ sẽ có thanh kiếm âm thần kiếm không ạ? Liệu ở lần sử dụng thứ hai, Samurai Nguyên Tử có thể thuần phục được dương thần kiếm hay không? Nếu có thêm cây thần kiếm thứ ba thì khéo lại bị ông Oda đánh gậy bản quyền mất. Và theo anh thì chắc chắn là không nhá. Sau ác hiệp hội quái vật, Samurai Nguyên Tử phải rủ học trò đi lên núi luyện kiếm. Mà theo mạch truyện hiện tại thì chắc chắn Kamikaze sẽ lên núi cốt chỉ để làm chủ được cây kiếm đó đấy. Và bình luận thứ ba của bạn Isurugi: God mà dùng nồi lẩu hảo hạng dụ ông đầu hói thì ra sao nhở? Saitama được rủ đi ăn lẩu thì có, chứ rủ đi hút chích sức mạnh thì sẽ xin kiếu bạn nhá.